Thầy chữa đề cương môn hóa học kỳ 1 lớp 11 của trường Đông Mỹ năm 2019 nhá. Mã đề là 1101 được chưa? Phần 1 này là câu hỏi trắc nghiệm. Câu 1, cho các dung dịch sau, chúng có cùng nồng độ mol. Dung dịch có pH nhỏ nhất. pH càng nhỏ thì tính axit càng mạnh. pH càng lớn thì tính bazơ càng mạnh. Như vậy người ta đang hỏi là pH nhỏ nhất thì phải là axit mạnh nhất trong số các chất đã cho. Và trong các chất đã cho chỉ có duy nhất HCl là axit. Như vậy ta có câu 1 là đáp án C. Câu 2, NH3 có thể phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây? Được chưa? Có thể phản ứng được với tất cả các chất nào? NH3 là một gì? Một bazơ thì nó phản ứng được với axit, nó phản ứng được với oxit axit, phản ứng với phi kim. Đồng thời NH3 còn là một chất gì? Chất khử. Do đó nó có thể tham gia phản ứng oxy hóa khử. Như vậy là ta có NH3 tác dụng được HCl ra muối NH4Cl, tác dụng oxy phản ứng cháy, tác dụng clo để tạo ra muối NH4Cl, tác dụng với CuO phản ứng oxy hóa khử, NH3 cộng CuO tạo ra N2 cộng Cu cộng H2O đúng không? Và tác dụng với AlCl3 thì tạo ra AlOH3 cộng NH4Cl. Như vậy ta có đáp án C. Đúng chưa? Đấy. Tiếp tục nhé. Câu 3 này. Axit lytric tinh khiết không màu để ngoài ánh sáng lâu ngày sẽ chuyển thành màu vàng. Vì sao? Vì cái HNO3 này sẽ có một phần phân hủy ra NO2, mà NO2 thì có màu vàng đúng không? Màu nâu ấy. Câu 4, dãy các ion nào sau đây cùng tồn tại? Cùng tồn tại phải là gì? Không phản ứng đúng không? Ca với CO3 là phản ứng rồi này, đúng không? HCO3 với OH là phản ứng rồi này, axit bazơ mà. Gì nữa? Ag với OH phản ứng này. Chỉ còn mỗi D là không phản ứng thôi, đúng không? Câu 5. Sao? Mấy chất nữa có. Phản ứng ra gì em? Toàn là chất tan mà. Đúng không? Câu 5. Những kim loại nào sau đây không tác dụng với HNO3? Đặc nguội. Đặc nguội là gì? Nhôm, gì? Sắt và chrome. Ở đây không có chrome. Nhôm, sắt. Hai khoáng vật chính của phosphor là apatit và phosphorit, đúng không? À. Câu 7. Chất nào sau đây là muối axit? Muối axit là muối tạo bởi axit mạnh và bazơ yếu, đúng không? Axit mạnh và bazơ yếu phải là CuSO4. Đây là lưỡng tính mà em. Gốc bậc 1 của axit yếu là lưỡng tính, còn người ta hỏi là muối axit thì phải là CuSO4. Đúng chưa? Câu 8. Những người đau dạ dày thường có pH nhỏ hơn 2. pH nhỏ hơn 2 chính là có axit trong dạ dày đấy đúng không? Để chữa bệnh, người bệnh thường uống trước bữa ăn một ít gì? Dung dịch NaHCO3. Người ta còn gọi đây là Napica. Cái thuốc mà em ra mua thuốc chữa dạ dày là Napica. Những người mà uống cái thuốc này thường hay bị ợ chua. Vì sao? Cái này tác dụng axit trong dạ dày để giải phóng khí CO2, nó sẽ thoát ra theo đường cổ họng nên thành ra em sẽ bị ợ hơi ý. Đấy mà ợ hơi vì nó có gì, có axit nên cái axit có vị chua. Đấy nhá, người ta gọi là bị ợ chua. Chất có thể dùng làm khô khí NH3. Làm khô thì phải không phản ứng. Làm khô thì phải không phản ứng. Đúng chưa? Thế thì axit đã bỏ rồi, đúng không? CuSO4 bỏ rồi. P2O5 cũng là oxit axit bỏ, chỉ còn KOH rắn là bazơ thì không tác dụng bazơ. Chứ làm khô mà lại tác dụng ra chất khác thì còn gì nữa, mất luôn chất đấy rồi gì, đúng không? Câu 10. Trong các loại phân đạm sau, loại có độ dinh dưỡng cao nhất. Độ dinh dưỡng cao nhất là thằng nào? NH2 2 hai lần CO. Đây gọi là phân đạm đấy, đúng không? Cứ có lít thì sẽ là phân đạm. Ta có 3 loại phân là gì? Đạm, lân, kali, đúng không? Được chưa? Không dùng CO2 để dập tắt đám cháy của chất nào sau đây? Dùng CO2 để dập tắt đám cháy của cái gì?
của cái gì? Ai chọn rồi? Xăng á? Cháy xăng người ta vẫn dùng CO2, cái bình không thể ở các cây xăng thì vẫn để bình CO2 à, đúng không? Than gỗ với cellulose là một mà. Magie. Câu 12, thành phần chính của superphosphate kép là CH2O42. Và hết rồi. Có gì không? Thế còn superphosphate đơn? Thêm CaSO4, được chưa? Câu 13, cái này thì dễ. Nhắc đến khắc tên thủy tinh thì ai cũng biết rồi, đúng không? H gì? HF, được chưa? Lại còn có mỗi một phản ứng HF đấy chứ. HF là axit mạnh hay yếu? Yếu nhất trong bốn thằng HF, HCl, HBr, HI, được chưa? Phương trình điện ly là sau đây viết không đúng. Nhìn đã thấy rồi kìa. C à? B à? Chắc không? Chắc không? Cả hai thằng. Đúng rồi. Nó phải là mũi tên hai chiều. Vì đây là chất điện ly yếu. Không biết thằng nào gõ sai nên tốt nhất là tôi chọn cả hai thằng. Hoặc ta sửa vào như này thì thành đúng nhá. Đấy. Chưa kể thằng này còn chưa cân bằng. Đúng không? Thực ra là đi thi chỉ có một trong hai câu này thôi. Có một câu bị gõ sai nhưng mà em cứ để ý là phải xem nó sai ở đâu để mình biết. Một là chất điện ly yếu thì đương nhiên là phải mũi tên hai chiều. Hai là thằng này chưa cân bằng. Được chưa? Tiếp nhá. Câu 15. Phốt pho trắng, phốt pho đỏ là hai dạng thù hình của nguyên tố phốt pho. Phần tự luận 5,5 điểm này. Câu 1, viết phương trình phân tử ion, viết phân tử luôn đây này. CuSO4 cộng H2O tự cân bằng chưa? Thêm 2 và H2O. Phương trình ion thu gọn là gì? H2O. Em sai rồi, em sai rồi. CuSO2 là bazơ không tan, làm sao em tách được CuSO2 cộng và H2O trừ? Em phải để nguyên là CuOH2. Đấy, thôi con em này chết rồi, cộng với 2 lần H cộng tạo ra Cu2 cộng cộng 2 lần H2O. Đấy. Thế là đồng chí nghĩa ra đi ở cái chỗ OH trừ rồi. Em cái này em kém. Lừa điểm đấy. Câu này ăn đòn hơn cái câu trắc nghiệm nhiều, trắc nghiệm sai không lặng điểm bằng cái này. Đúng không? Tiếp tục con này thì dễ rồi đúng không? AgCl kết tủa cộng với HNO3 thì phương trình là Ag cộng cộng Cl trừ tạo ra AgCl kết tủa. Câu này K2CO3 cộng H2O. Phương trình thu gọn là gì? HCO3 trừ cộng với OH trừ tạo ra CO3 2 trừ cộng H2O. Được chưa? Linh phải chép à? Cái phần dễ nhất của đất thì lại đứa nào ngu lắm. Cứ viết ra xong thằng nào giống nhau thì gạch. Cái thằng này là thằng dễ nhất trong cửa đất rồi đấy. Khó nhất thì tôi cũng chịu rồi. Câu 2. Câu 2 bây giờ muốn làm nhanh hay làm chậm? Làm nhanh à? Làm nhanh ủy phát ra luôn à? Ta có công thức tính M gam muối gì? M kim loại cộng 62 nhân với 3 lần số mol NO. Đấy. Nhưng mà đi thi trình bày tự luận thì sẽ không được điểm đâu. Em sẽ phải tính như nào? Al0 trừ đi 3e tạo ra Al Fe0 trừ đi 3e để tạo ra Fe cũng cộng 3 đúng không? Ta gọi thằng này là x đi, thằng này là y đi thì đây 3x, đây 3y. Nitơ dương 5 cộng với 3e tạo ra nitơ dương 2. Khí này bao nhiêu mol? Em tính mol khí đi. 0,6. 0,6 à? 0,6 thì đây là 1,8 đúng không? Ta có bảo toàn e là tổng mol e cho bằng tổng mol e nhận đúng không? 3x cộng 3y bằng 1,8 đúng không? Phương trình khối lượng này. 27x cộng với 56y bằng 22. Từ đây suy x y đi. 0,4 à? 0,2 à? Thì sau khi có x y rồi thì em tính được khối lượng từng thằng và tính được phần trăm chưa?
đúng không? Thì ta sẽ có khối lượng của nhôm bằng 10,8 à? Khối lượng sắt 11,2 gram. Từ đây ta suy ra phần trăm của nhôm sẽ bằng 10,8 chia 22 nhân 100 bằng bao nhiêu? 49,1%. Và phần trăm của Fe sẽ bằng 50,9%. Được chưa? Hiểu không? Chào chú đi em. Đây ta vẫn đang tính theo cách tự luận đấy. Có thể đi thi thì mọi người thêm câu văn vào, đúng không? Ta có vân vân cái thứ. Bây giờ tính khối lượng muối như nào? Muối của mình là muối gì? Khối lượng của AlNO3 3 lần cộng với khối lượng của FeNO3 3 lần. Mol muối chính là bằng mol kim loại đúng không? Thì ta cứ lấy các cái đấy tính ra là xong đúng không? Đọc đáp số. Ai tính rồi? Nào Linh, tính chưa? 133,6 gram. Được chưa? Vì ta có mol này rồi nhá, chúng Hưng à Trung hiểu không? Lấy mol nhân m lớn nhá, nên ta viết tắt ở đây thôi. Được chưa? Còn nếu trắc nghiệm thì mọi người biết phải làm gì rồi đấy đúng không? Tất cả cái đống lằng ngoằng từ nãy giờ ấy, khi trắc nghiệm thì chỉ còn một dòng thôi đúng không? Thuộc chưa? Em thuộc công thức đấy rồi, nhưng mà cái công thức của tính HNO3 phải ghi chưa? Ok, HNO3 bản chất nó giống thế thôi mà. Số mol HNO3 bằng mấy lần mol NO? Cái muối này là bao nhiêu lần em cộng thêm một đơn vị vào? 3 NO đúng không? Cộng thêm 1 là 4 NO. Đúng không? N2 là 10 đúng không? Nhưng mà sang cộng sang axit phải là 12 vì N2 đang là 2 lần nitơ mà. Hiểu không? Nó có cái mẹo đấy, em nhìn đối chiếu mà xem. Có hai thằng phải cộng thêm 2 là N2 và N2O. Đúng chưa? Còn các kia ví dụ NO2 nhá, đang là 1 lần số mol NO2 đúng không? Thì sang mol HNO3 là 2 lần số mol NO2. Hiểu chưa? Đấy. Tính M. M là cái gì đấy? M gam muối à? Tính xong rồi. Đúng không? Rồi, cái đoạn này viết lại công thức làm nhanh nhá. M sẽ bằng M kim loại cộng 62 nhân 3 lần mol NO bằng 22 cộng 62 nhân 3 nhân 0,6 bằng 133,6 gram. Chuyên dùng cho trắc nghiệm, đúng không? Câu 3. Hấp thụ CO2 vào NaOH và CH2, mol CO2 bao nhiêu? 0,03. Mol NaOH 0,025. Và mol của CaOH2 cũng bằng 0,0125. Được chưa? Ai tính được bài này rồi? Ta phải đi viết phương trình là gì? CO2 cộng OH trừ để tạo ra CO3 2 trừ cộng H2O và CO2 cộng OH trừ tạo ra HCO3 trừ. Có hai phương trình. Ở đây cân bằng là 2. Được chưa? Nghe trước thì viết sau cũng được. Nếu ta gọi đây là X, đây là Y thì đây là 2X và đây là Y đúng không? Thì ta sẽ có hệ này. X cộng Y bằng mol CO3 là 0 à mol CO2 là 0,03. 2X cộng Y bằng mol của OH trừ đúng không? Nghe chỗ này OH trừ bằng cái này cộng cái này nhân đôi. Đúng không? Em bật máy đi. 0,0125 nhân đôi bằng 0,025 đúng không? 0,025 nhân đôi tiếp thì bằng 0,05. Đúng không? Từ đây suy ra X bằng Y bằng lấy dưới thì trên X bằng 0,02. Y bằng 0,01. Được chưa? Biết x y rồi thì ta điền luôn đây nhá. X là 0,02 này. Thì thằng CO3 là 0,02, còn thằng này là 0,01 chưa? Đúng không? Kết tủa của mình phải là phương trình gì? Ca2 cộng cộng CO3 trừ 2 trừ tạo ra CaCO3 đúng không? Mol CO3 vừa tính được là mấy đây? 0,02. Mol canxi là 0,0125 đúng không? Được chưa? Thì kết tủa phải tính theo thằng nào? Tính theo cái thằng thiếu này đúng không? Thì suy ra mol CaCO3 là 0,0125. Suy ra X sẽ bằng 0,0125 nhân với M lớn là 100 thì bằng 1,25 gram. Có ai ra đúng không? Có.
Một người. Ai nữa? Nghĩa, đúng không? Không, lại không biết làm đâu. Linh. Trung. Bài này khó quá bỏ qua, thua các đồng chí. Được chưa? Hiểu chưa? Nhớ là bài toán cho CO2 tác dụng oát trừ thì luôn luôn phải có hai trường hợp mà, đúng không? Một trường hợp là tạo ra CO3 trừ, một trường hợp tạo ra HCO3 trừ mà, đúng không? Được chưa? Đọc lại đi. Đọc lại.